Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến là nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Đêm gió đông bắc cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5. Ngày mai gió giảm dần, trời rét, rét đậm. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 13 đến 18 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo trời không mưa, trưa chiều giảm mây hừng nắng. Đêm và sáng có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng cấp 3, cấp 4, trưa chiều mai gió giảm dần, tầm nhìn xa 10 km, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi nhưng nhiệt độ thì vẫn giảm mạnh. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng chỉ khoảng từ 11 cho đến 14 độ. Vùng núi thấp hơn chỉ từ 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc có nhiệt độ cao hơn. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm diện rộng, vùng núi trời rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai ở miền Trung, từ Thanh Hóa xuống Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và từ đêm mai trở đi, mưa sẽ có xu hướng giảm dần, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt đêm nay ở khu vực bắc trung bộ chuyển rét đậm, còn ban ngày giao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời chuyển rét, với nhiệt độ ban ngày cũng chỉ dưới 23 độ. Còn đối với khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong ngày mai là khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao hơn, phổ biến ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai cũng có xu hướng nhiều mây hơn, có mưa ở một vài nơi, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Còn ban ngày trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 cho đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay và ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa cũng có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động mạnh. Còn ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Ngoài ra ở khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.